Dạ, em là Long Hoài, em xin chào anh chị cô chú. Ngày hôm nay Long Hoài rất vui được gặp lại anh chị cô chú trong một video mới nhất của Long Hoài về review nhà và vườn đất đai ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoài đang có mặt ở xã Bình Giã, huyện Châu Đức, muốn giới thiệu đến anh chị cô chú một ngôi nhà với tổng diện tích là 260m², sẵn thổ cư, nằm trong một khu dân cư đường bàn cờ. Nhà thiết kế gọn gàng, sạch sẽ. Có khoảng sân vườn ở phía trước để anh chị cô chú mình có thể là vừa ở vừa kết hợp kinh doanh, và khoảng sân vườn ở phía sau để mình có thể là trồng rau, trồng cây thêm. Ngoài xin mời anh chị cô chú cùng cố gắng xem hết video ngày hôm nay. Tổng diện tích của mình là 260m², trong đó bề ngang của mình là được 6m7, ở đằng cạnh bên này là 38,5, cạnh bên này là 38,5, ở đằng sau là 6m9, có nghĩa là mình bung hậu nhẹ ra ha anh chị ha. Thì mình nằm trên một mặt tiền đường nhựa rất là rộng rãi. Đường nhựa ở đây là đường nhựa rộng 6m, ô tô gì xe tải gì đi lại thoải mái. Và cái hướng này nè, anh chị mình chạy thẳng lên tầm khoảng cỡ 300m thôi là mình đụng tới trường mầm non. Còn cái hướng này nè, mình chạy tầm khoảng cỡ 150m thôi là mình đụng tới con đường liên xã. Con đường đó có tên là đường Kim Long, xin lỗi, con đường đó có tên là đường Bình Giã Quảng Thành. Nó nối ba xã lại với nhau, đó là đường xã Bình Giã nè, xã Quảng Thành nè, và xã Bầu Trinh ha anh chị. Và mình chạy tới ngay chỗ khúc đó, gặp một cái ngã tư thì mình quẹo bên tay trái màn hình mình là mình sẽ đụng tới con đường Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình. Thì đoạn đường Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình là đoạn nối từ quốc lộ 51 chạy thẳng về tới Bùng Binh Ngã Giao, và chạy thẳng nữa là mình về tới Hòa Bình, về tới Xuyên Mộc ha anh chị. Ở trên này nè, anh chị mình chạy lên á, cũng tầm khoảng cỡ 200m thôi là mình đụng một cái quán ẩm thực rất là nổi tiếng ở đây, là quán Lẩu Dê Hai Ân. Và trên trục đường này nè, anh chị cô chú mình có thể là kinh doanh mua bán nhỏ lẻ cũng được luôn ha. Có điện nè, rồi có nước máy nè, rồi nhà của mình á, thì sẵn giếng khoan luôn anh chị ha. Nhà thì có 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, toilet, khoảng sân vườn ở phía sau. Cũng khá là rộng rãi, với cái chiều dài của mình là tới 38,5m lận. Nhưng mà cái nhà của mình là xây tầm khoảng cỡ 15m thôi ha anh chị. Thì từ cái mặt đường này nè, mà vô tới cái nhà của mình là khoảng cỡ 8m. Ở đây thì mình không có lộ giới gì hết ha, đường của mình là như vậy. Cạnh bên đây, cách đây khoảng cỡ gần 1,5 tháng trước, xin lỗi, gần khoảng 1,5 tháng, 2 tháng trước là Hoài có quay cái thửa này. Thì cái thửa này nó cũng có diện tích là gần 230m², ngang 6, cạnh 38m rưỡi, có sẵn 100m thổ cư, cũng hiện đang được rao bán với giá là 1,3 tỷ và có thương lượng. Còn cái căn nhà này là đang được rao bán với giá là 1,7 tỷ. Thì nếu mà anh chị cô chú mình có thể kết hợp mình mua một lần 2 lô như thế này luôn là cũng khá là ok ha anh chị. Rồi bây giờ Long Hoài tiến vào trong. Thì đây là một khoảng sân ở phía trước nè, ở đây là mình có giếng khoan đỡ cho anh chị cô chú một phần nào để mà mình vô nước nước ha. Nhưng mà trước nhà mình là có nước máy sẵn hết rồi. Thì cổng rào của mình là kiên cố và rất là chắc chắn, nằm trong một khu dân cư đông nghẹt, đường bàn cờ, nhà cấp 4. Ở khu vực này nó phù hợp hơn với anh chị cô chú nào mình đạo theo đạo Thiên Chúa ha. Vì khu này là khu giáo hạt, khu giáo hạt Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Và nơi này nó cách thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tầm khoảng cỡ 75km thôi. Và ở đây anh chị cô chú mình chạy về tới biển Vũng Tàu á, là mình khoảng tầm là 40km. Về Bà Rịa là mình tầm khoảng cỡ 30km, tầm khoảng cỡ 20km ha anh chị. Thì nhà của mình được thiết kế theo hình chữ L. Phía trước thì đổ mái, rồi gạch thì dán từ dưới lên tới trên hết. Cửa bốn cánh hệ nhôm sinh pha. Bước vào trong ha anh chị, rất là sạch sẽ. Cái phòng khách của mình là nó rơi vào tầm khoảng cỡ 20m² ha. Bên hông thì có cửa luôn. Rồi bước xuống không gian ở dưới đây là chỗ phòng chờ rất là rộng rãi luôn. Phòng chờ này nó rộng khoảng cỡ gần 40m² anh chị. Đó, đối diện với hai cái phòng chờ này là hai cái phòng ngủ. Thì diện tích mỗi phòng ngủ nó rơi vào tầm khoảng cỡ 12m² ha. Đây là phòng thứ nhất. Đó, có cửa nè, có cửa nè, rồi có tủ nè, tủ sẵn luôn ha. Tủ này tủ làm tủ âm tường ha anh chị. Cái phòng thứ hai thì nó cũng na ná như cái phòng đầu tiên. Mới lạnh. Rồi.
cái không gian ở phía trước này là mình để bộ bàn để tiếp khách. Rồi sau cái bức tường này là một không gian nhà bếp rất rộng rãi anh chị. Cái không gian nhà bếp này nó khoảng gần 40 mét vuông luôn ha. Ở đây là mình có hai cái nhà vệ sinh. Bên hông của mình là cửa nẻo đầy đủ. Đây là quang cảnh xung quanh. Xung quanh của mình là rất là nhiều nhà vườn, dân cư san sát. Trước khi gửi sổ thì Hoài xin gửi những hình ảnh ở trên livecam để anh chị cô chú mình tham khảo đi ha. Căn nhà của chúng ta là nó ngay chỗ chiếc xe này ha anh chị. Đó là Hoài đưa livecam từ vị trí tiếp xúc với mặt đường bay xuống vị trí phần cuối ranh giới. Thì ranh giới của mình là đã rào lại bốn bên lại với nhau hết rồi ha anh chị. Có nhà sẵn nè, ở phía sau thì còn có chỗ để chăn nuôi nữa anh chị ha. Rồi một khoảng sân rộng rãi anh chị cô chú mình có thể là vừa ở kết hợp kinh doanh mua bán buôn bán nhỏ lẻ gì đó cũng được hết ha. Nằm trong một khu dân cư đường bàn cờ. Với căn nhà này thì nó phù hợp nhiều hơn với anh chị cô chú nào mà đã theo đạo Thiên Chúa, vì ở đây là xóm đạo ha, khu giáo hạt Bình Giá ở châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Và từ vị trí căn nhà của chúng ta di chuyển ra chợ, ra trường học, ra những dịch vụ ăn uống, mua sắm, ủy ban chỉ trong vòng là vài trăm mét đổ lại thôi anh chị. Và ở ngay vị trí này anh chị của chúng mình di chuyển ra tới ngay Bùng Binh, thị trấn Ngã Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mình mất chỉ tầm khoảng cỡ dưới 1 cây số thôi anh chị. Đường xá thì thông thoáng, kết nối giao thông nó rất là thuận lợi. Xung quanh thì nhiều nhà vườn và nhà này còn thiết kế, còn nhà này còn rất là mới ha. Hai phòng ngủ, phòng khách, phòng chờ, bếp, toilet, phía sân phía trước nè, sân ở phía sau nè, khoảng đất ở phía sau. Anh chị cô chú mình nếu mà thấy diện tích này nó còn ít quá thì mình có thể kết hợp mình mua cái lô kế bên. Thì cái lô kế bên của mình là có cổng rào màu xanh á, khoảng đất trống á, Hoài có review mấy tháng trước á, hiện tại là đang được chủ mong muốn với giá là 1.3 tỷ, nhưng mà cái giá này là còn thương lượng nữa ha. Cái giá mà của cái miếng đất trống á là 1.3 tỷ là còn thương lượng nhiều ha anh chị. Còn cái nhà này 1.7 tỷ là thương lượng giấy tờ thôi anh chị ha, chứ không còn bớt được nhiều nữa. Rồi nằm trong khu dân cư đường bàn cờ đông nghẹt, gần chợ búa, gần tiện ích. Thì ở đây á, anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh mình di chuyển về tới đây á, là mình mất tầm khoảng cỡ 75 cây số ha anh chị. Mình theo con đường cao tốc, mình cao tốc Biên Hòa, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cái mình tới ngay chỗ quốc lộ 56, chạy thẳng quốc lộ 56 tới ngay Bùng Binh thị trấn Ngã Giao là coi như là gần tới đất rồi ha anh chị. Hoặc là anh chị mình nếu mà hẹn đi xem đất á, mình tới ngay chỗ ủy ban dân xã Bình Giả là Hoài sẽ dẫn đi anh chị cô chú mình xem đất, nó tiện hơn ha. Tại vì đất của mình thì nó cũng gần ủy ban dân xã Bình Giá. Thì cái hướng này nè anh chị, hướng phía dưới, phía đầu màn hình của mình là hướng để về tới Bà Rịa. Thì vị trí này nó cách Bà Rịa là tầm khoảng cỡ dưới 20 km ha. Còn ở đây nó cách khu nghiệp Sona Deji Châu Đức là tầm khoảng cỡ 8-10 cây số ha anh chị. Rồi về dân cư thì dân cư nó đông, nhưng mà mật độ dân cư thì nó san sát với nhau. Nhưng mà ở đây á, dù là san sát nhưng mà nó vẫn có cái mảng xanh, cho nên là nhiệt độ ở đây nó cũng khá là ôn hòa anh chị ha, nó khá là mát mẻ. Rồi trên những cái trục đường á, thì bà con nhân dân ở đây á, người ta trồng bông, trồng hoa cũng khá là nhiều, cho nên là nó làm cho nó cái môi trường sống của chúng ta nó khá là rất là thích anh chị. Rồi bây giờ Long Hoài đưa lên cam hạ xuống phần nhà đất của mình ha. Rồi Long Hoài báo giá luôn ha anh chị. Thửa căn nhà này á, thì được chủ mong muốn với giá là 1.7 tỷ, có thương lượng nhẹ ha. Còn cái mảnh đất kế bên là hồi bữa trước Hoài quay với giá là 1.3 tỷ thì có thương lượng. Nè ha, để anh chị mình tham khảo ha. Mình ưng cái nào thì mình có thể liên hệ với Hoài qua số điện thoại Long Hoài có chèn ở trên màn hình. Anh Hoài dẫn đi xem đất tư vấn cụ thể hơn ha. Thì cái chất đất ở đây là chất đất đỏ Ba Giang, đất thì cốt nền hiện trạng đất bằng phẳng. Còn đây là một góc quay khác của đoạn livecam. Góc quay ở phía sau ha. Đó, hướng phía trước này là hướng nhà của chúng ta. Thì căn nhà của chúng ta quay mặt về hướng bắc ha anh chị.
Rồi di chuyển tầm khoảng cỡ vài trăm mét thôi là mình đã có chợ rồi. Chợ Chòm Hổm, chợ chợ Chiều, chợ Sáng, nhà thờ đầy đủ hết ha. Còn đây là sổ của chúng ta, thửa 16 tờ bản đồ 101 ở Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu, diện tích là 260m2, sẵn 50m thổ cư. Sổ này cấp đổi sổ mới, ký giáp ranh lại các bên nên chị cô chú mình an tâm về phần ranh giới cũng như là sổ sách pháp lý ha. Còn đây là phần hình dáng thửa đất, đường thể hiện mình trên sổ là đường nhựa, đất mình quay mặt về hướng hướng Bắc. Sổ thì cũng khá là vuông ha, phía trước là 6m7, một cạnh là 38m rưỡi, một cạnh kia là 38m, khoảng 38m rưỡi ha. Ở đằng sau của mình là 6,9, 6m9 nữa, bung hậu nhẹ ra ha anh chị. Ráp vào phần quy hoạch, phía trước của mình là 6m7, ở đằng sau là 6m9, cạnh là 38,5, cạnh bên này là 38,4. Quy hoạch đất ở toàn bộ, đất mình thì sẵn thổ cư rồi mà quy hoạch đất ở toàn bộ nên anh chị cô chú mình đăng ký lên thổ cư thoải mái ha. Thì Long Hoài cũng nói rõ trên video, tại vì cũng có nhiều video mà Long Hoài quay lên á, anh chị cô chú mình có thắc mắc là cái tổng diện tích sàn của cái nhà mình á, là nó rơi vào tầm khoảng cỡ 100 tầm khoảng cỡ 100 mét vuông ha anh chị. Diện tích nhà của mình là tầm khoảng cỡ 100 mét vuông mà đất mình sẵn 50 mét thổ cư, thì anh chị cô chú mình có rất là nhiều thắc mắc liệu có nhà này có ví dụ như diện tích mình xây dựng vượt quá giới hạn vậy thì có bị làm sao không, thì Long Hoài cũng trả lời luôn trong video này luôn ha. Tại vì xây vượt quá thì nó không sao so với địa phương này ha anh chị. Đất của mình thì sẵn thổ cư rồi, sẵn 50 thổ cư rồi, ví dụ như mình muốn ok hơn nữa thì mình đăng ký lên thổ cư, tại vì đất của mình là nó nằm trong quy hoạch đất ở nè, được đăng ký lên thổ cư. Hoài cũng giải thích thêm luôn, có những lô đất có nghĩa là nó quy hoạch đất ở nhưng mà chưa chắc gì đã lên được thổ cư anh chị. Và Hoài là người có kiểm tra quy hoạch về phần thổ cư và quy hoạch nó khá là bài bản. Nếu anh chị cô chú mình có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với Long Hoài, Long Hoài sẽ là người tư vấn cho anh chị trong những lô này hoặc là những lô khác mà anh chị cô chú mình có yêu cầu ha. Còn với căn nhà này thì anh chị cô chú mình đăng ký lên thổ cư chuyển nhượng sang tên bình thường hết ha anh chị, không có vướng gì hết. Rồi quy hoạch của mình ở đây là toàn bộ đều là phủ hồng đất ở hết, nằm trong khu đường bàn cờ khá là đẹp ha anh chị ha. Rồi bây giờ Long Hoài dẫn anh chị cô chú mình tham quan một vòng ở khu vực này đi ha. Đường nhựa thì thông thoáng, rộng rãi, sạch đẹp, khu dân cư bàn cờ. Ở căn nhà này thì mình có thể vừa ở vừa kết hợp kinh doanh mua bán buôn bán nho lẻ gì cũng được ha. Đằng sau màn hình của mình chạy thẳng tới xíu là đụng quán Lỗ Dê Hai Ân, một trong những cái quán ẩm thực cũng khá là ngon ở khu vực này. Còn chạy thẳng tới nữa là đụng trường mầm non rồi. Mình chạy ra hướng này là mình đụng ngay chỗ cái nhà lầu này nè. Nó có ngã tư, thì ngay ngã tư này là con đường liên xã, con đường nối từ đường liên xã nối ba xã lại với nhau, xã Bình Giã, xã Quảng Thành và xã Bầu Trinh ha anh chị. Ngay đây thì cũng có chợ Sáng, chợ Chiều, buôn bán kinh doanh sầm uất ha anh chị ha. Đường này là đường liên xã. Đây câu lạc bộ thể hình game, ở đây thì nhà thờ tới ba cái. Rồi ủy ban xã thì nó cách với lại vị trí nhà của mình tầm khoảng dưới 1 cây số đổ lại ha anh chị ha. Mình chạy chút xíu thôi là mình đã đụng tới con đường Mỹ Xuân giao Hòa Bình. Con đường đó là một con đường nối từ quốc lộ 51 để chạy thẳng về tới Hòa Bình, về tới Xuyên Mộc ha anh chị. Đó là một con đường huyết mạch thứ hai sau con đường quốc lộ 56 đi ngang địa phận của huyện Châu Đức ha anh chị ha. Thì đất của mình nó cách với con đường đó cũng chút xíu thôi, nó không có xa lắm. Rồi tới ngay chỗ đây là mình đụng tới con đường Mỹ Xuân ngã giao Hòa Bình rồi anh chị. Cái đoạn đây thì nhà nước đang giải tỏa hai bên để làm đường mở rộng ha. Anh chị cô chú mình mà quan tâm đất ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu cũng được biết là tiến độ làm đường, cơ sở hạ tầng ở đây làm khá tốt, khá nhanh luôn anh chị ha. Rồi Long Hoài cảm ơn anh chị cô chú đã bỏ thời gian xem hết video ngày hôm nay. Mới chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Hoài hẹn gặp anh chị cô chú trong một video tiếp theo về review nhà và vườn đất đai ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.